Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và ngày hôm nay thì em lại mua được một siêu phẩm siêu lướt để về phục vụ quý anh chị. Đây là một chiếc crossover cỡ nhỏ, đô thị trong phố, đi cực kỳ là hay quý anh chị nhé. Và xe là xe nhập Thái nguyên chiếc. Xin giới thiệu với tất cả quý anh chị. Hôm nay Auto 88 tiếp tục về chiếc Honda HR-V phiên bản 1.8G, sản xuất và đăng ký năm 2020. Xe một chủ từ đầu, tên cá nhân, biển số gốc tỉnh quý anh chị nhé. Và mới chỉ chạy siêu lướt 8.000 km thôi ạ. Em xin nhắc lại là 8.000 km sau hơn 2 năm sử dụng quý anh chị nhé. Nghĩa là mỗi năm là gia chủ chỉ đi 4.000 km thôi. Siêu ít đúng không ạ? Xe thì full lịch sử bảo dưỡng trong hãng và sơn zin gần như là cả xe luôn quý anh chị nhé. Xe thì vừa cập bến bên em, em rửa qua thôi là đã lên sóng cho quý anh chị rồi. Vì thực sự là chiếc xe này rất mới. Đây, em sẽ cùng cho quý anh chị đi một vòng để tham quan chiếc xe xem còn mới tới mức độ bao nhiêu quý anh chị nhé. Cá nhân em Thái Hòa đánh giá thì kiểu dáng thiết kế của chiếc Honda HR-V thì rất là đẹp quý anh chị nhé. Cá nhân em thấy thì đẹp hơn là Kona đấy ạ. Trông nó có vẻ to cao hơn một chút, hầm hố hơn một chút và khỏe hơn một chút đúng không ạ? Rất đẹp quý anh chị ạ. Đó, nhất là đèn trước sau của xe thì đều được trang bị đèn full LED quý anh chị nhé. Đó, đây là bản G. Bản G thì xe sẽ được trang bị đèn full LED. Vành phay 5 chấu cũng cực kỳ là đẹp đó. Sau khi đi một vòng quanh xe cùng em Thái Hòa thì quý anh chị có thể cảm nhận thấy là chiếc xe này rất mới luôn đúng không ạ? Rất mới luôn đó, mà xe còn chưa qua spa dọn dẹp gì cả quý anh chị nhá. Đây, điển hình như là những cái vết bắt giữa ba đờ sốc và tai thì vẫn rất là khít nhau quý anh chị nhá, chưa có một vết hở hay là cái gì cả đó. Tiếp đến là lốp xe, lốp xe chưa đánh lốp quý anh chị nhá, nhưng mà lốp vẫn còn nguyên râu của nhà sản xuất này. Và lốp thì vẫn còn rất là dày của anh chị nhé. Vành 5 chấu của chiếc xe 17 inch thì rất là đẹp. 5 quả vành, kể cả trong lốp sơ cua thì vẫn đều chưa hạ của anh chị nhé. Vành thì vẫn chưa bị xước một quả nào cả. Đó, xe thì được trang bị đèn pha full LED này. Đó, rất đẹp của anh chị nhé. Cái ba đợt sốc trước thì được trang trí bởi những cái thanh nan ngang H designer, cực kỳ là đẹp và khỏe luôn. Đó, rất đẹp luôn của anh chị ạ. Tiến đến khu vực ngang của xe thì gia chủ có lắp thêm bậc lên xuống này, hay là vè che mưa. Đó, gia chủ thì cũng đã dán phim cách nhiệt toàn bộ xe rồi, và dán phim là phim hàng xịn luôn quý anh chị nhé. Ở khu vực phía sau của xe thì xe được trang bị giải LED hậu thì cũng rất là đẹp và cân đối. Đó, rất đẹp luôn quý anh chị nhé. Cốp của xe thì cốp cơ thôi, nhưng mà cũng khá là rộng rãi quý anh chị nhé. Đó, rất rộng rãi luôn đúng không ạ? Đó, gia chủ bọc rất là nhiều lớp. Đây, lốp sơ cua thì vẫn chưa hạ quý anh chị nhé. Đó, toàn bộ khu vực phía sau xe thì vẫn còn cái lớp keo nguyên bản của nhà sản xuất. Đây, đó, tất cả vẫn đang phải còn nguyên bản của nhà sản xuất quý anh chị nhé. Quý anh chị mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm. Bên em tất cả chiếc xe bán ra đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội, km zin luôn quý anh chị nhé. Honda HR-V thì có một cái ưu điểm, đó là đi cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu và vẫn rất là bốc luôn quý anh chị nhé. Khoang nội thất bên trong của chiếc xe thì cũng khá là rộng rãi. Đó, ở đây thì gia chủ đã bọc thêm da rồi quý anh chị nhé. Và gia chủ bọc thêm cái da màu kem trầm rất là đẹp luôn quý anh chị ạ. Đó, da thì rất là xịn sò. Đây, quý anh chị nhìn có thể biết là cái ghế da này thì anh ấy bọc luôn trong hãng, nhưng vẫn rất mới. Đó thì mới chỉ đi 8.000 km đúng không ạ? Khu vực táp lô của xe thì cũng được ốp giả da, cũng khá là xịn sò. Xe thì được trang bị phanh tay điện tử quý anh chị nhé. Và khu vực cần số thì nó làm một cái giải xuyên suốt. Đó, từ ở chỗ khu vực điều hòa mà xuống khu vực bệ tỳ tay thì nó liền mạch với nhau, trông rất là đẹp luôn đúng không ạ? Xe thì được trang bị điều hòa cảm ứng tự động hai vùng độc lập quý anh chị nhé. Và rất nhiều chỗ ni lông trên chiếc xe vẫn còn chưa bóc luôn. Đó, xe được trang bị thêm một màn hình cảm ứng 8 inch. Đó, hỗ trợ camera lùi re ba góc này, kết nối bluetooth, nghe gọi điện thoại các kiểu, nói chung là đủ hết quý anh chị nhé. Hàng ghế sau của chiếc xe thì khá là rộng rãi, xe Nhật mà đúng không ạ, khá là rộng rãi. Đó, và hàng ghế sau thì cũng rất mới luôn, ba tựa đầu có thể gập 46 để mở rộng thêm cái khoang đựng hành lý. Cũng rất lâu rồi thì em Thái Hòa mới mua được chiếc HR-V của anh chị ạ, phải khoảng 1 năm rồi đấy ạ. Đó, gia chủ cũng đã ốp thêm những cái đây, những cái bậc lên xuống chỗ này thì phát sáng luôn, trông cũng khá là hay ho quý anh chị ạ. Honda thì cũng có những cái thiết kế em Thái Hòa thấy rất là tinh tế,
rất tinh tế. Ví dụ như là cái anten của Hyundai thì nó hay làm cái anten luôn đúng không ạ? Nhưng mà của Honda thì hay làm anten dạng vây cá, rất tinh tế luôn. Đó, ghế lái là cái ghế chạy nhiều nhất, nhưng gia chủ thì vẫn giữ gìn được cái ghế lái, trông nó vẫn thực sự không phải, em thấy mà cũng không biết nói gì hơn về cái ghế lái này, quá là mới luôn. Vô lăng của chiếc xe phiên bản G thì xe vẫn được trang bị lệnh chuyển số trên vô lăng này, cruise control này, nghe gọi điện thoại, tăng giảm âm lượng, hiển thị thông số trên màn hình, nói chung đủ hết quý anh chị nhé. Ngoài ra là còn có trang bị cả phím eco, tiết kiệm nhiên liệu. Đây đang còn thẻ nhắc bảo dưỡng tới 1,2 vạn mới bảo dưỡng km tiếp theo quý anh chị nhé. Đó, thế là km zin bên em bán ra cam kết cả km luôn quý anh chị nhé. Mình mời bạn mở giúp mình cái nắp capo nhé. Camera lùi của chiếc xe thì cũng rất là nét luôn quý anh chị nhé, rất là nét luôn. Đó, xe thì vẫn rất rất mới luôn quý anh chị ạ. Đó, trong cái khoang động cơ thì xe về thì em đều không dọn dẹp gì cả quý anh chị nhé. Vẫn như mọi lần thì sẽ soi ốc capo đầu tiên đúng không ạ? Thì ốc capo vẫn chưa có vết đụng chạm gì cả. Đó, tất cả keo chỉ thì vẫn đều còn zin. Chắc chắn rồi, khi mua một chiếc xe lên tới gần 700 triệu thì quý anh chị không hề tiếc gì mấy trăm nghìn bỏ ra để đi check hãng đúng không ạ? Đó, tất cả khu vực ốc khóa, ốc dàn đầu xe thì đều chưa có vết đụng chạm hay vết mở gì cả quý anh chị nhé. Đó, tất cả ốc 7 màu của xe thì vẫn đang còn zin, ốc mặt máy, keo mặt máy. Đó, tất cả vẫn còn zin của nhà sản xuất. Đó, con này Honda dễ nhìn thì cái mặt máy ốc rất là sáng quý anh chị nhé. Rồi, thì hiện tại em Thái Hòa, nãy giờ em Thái Hòa giới thiệu với tất cả quý anh chị chiếc Honda HR-V phiên bản 1.8G sản xuất và đăng ký năm 2020. Xe một chủ từ đầu tên cá nhân, biển số gốc tỉnh, chạy 8.000 km. Hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 679 triệu đồng quý anh chị nhé. Một mức giá vô cùng ưu đãi ở thời điểm hiện tại. Đó, trong khi xe mới là không còn hàng trong hãng này, không còn hàng trong hãng luôn. Đó, và chiếc xe này thì quý anh chị mua rất rất hời ở thời điểm hiện tại. Giá trên thì khi quý anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng, bên em vẫn có thể thương lượng và giảm giá thêm cho tất cả quý anh chị. Quý anh chị mua xe có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình 0961408888 hoặc là qua Facebook chính chủ của em là Trịnh Vũ Thái Hòa. Chiếc xe này thì bên em vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong vòng 5 năm quý anh chị nhé. Rất là cảm ơn quý anh chị đã xem hết video và chúc anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả và tràn đầy niềm vui.